Kính bạch sư, con là nữ, chưa lập gia đình nhưng con có bạn trai và hiện hai đứa ở chung. Nếu con với bạn trai quan hệ thì có phạm giới không? Dạo gần đây con cũng không còn thoải mái và thích thú sau mỗi lần quy hắc nữa. Con cảm thấy nhòm gớm bản thân lắm ạ. Không hiểu sao mỗi mình lại tồi tệ đến vậy. Bây giờ con phải làm sao? Sư cho con lời khuyên. Bây giờ nói chung là gạo nấu thành cơm rồi, quý vị hỏi sư thì hỏi để làm cái gì? Để không có phạm giới đó, nhớ nha, để không phạm giới tà hạnh thì nam nữ đi đến với nhau mà chưa kết hôn phải có sự đồng ý của cha mẹ. Tức là nếu như cha mẹ của mình á đồng ý thì dù chưa kết hôn thì mình vẫn không có phạm giới. Còn nếu không thì mình phạm giới ha. Còn bây giờ quý vị hỏi phải làm sao thì hồi xưa mình phạm giới thì bây giờ mình giữ giới thôi. Đơn giản như vậy.